về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách học sinh, vở tập viết và đặc biệt chú ý theo dõi bài học nhé. Chúng mình đến với trò chơi ong non học việc. Các con hãy cùng chú ong non học việc nhé. Chú ong thứ nhất đi tìm việc. Các con hãy tìm những từ ngữ có âm chờ trong các đáp án sau: A. Chợ cá, B. Lá khô, C. Lê le, D. Đi đò. Chúng mình chọn đáp án nào? À, đương nhiên đó là đáp án A rồi. Đó chính là bông hoa. Như vậy, ong non đã tìm được bông hoa cho mình có âm chờ rồi. Chúng mình đến với chú ong tiếp theo nhé. Các con hãy giúp chú ong tìm bông hoa có từ ngữ chứa âm khờ trong các đáp án A, B, C và D. A. Chú ba, B. Cá kho, C. Lá đỏ, C. Đu đủ. Các con tìm thấy chưa? Hãy giúp chú ong đến với bông hoa đó nhé. Và chúng mình thấy bông hoa có đáp án B. Chúng mình đã giúp được chú ong tìm được bông hoa có âm khờ rồi. Chúng ta giúp chú ong tiếp theo nhé. Các con hãy tìm bông hoa mà sắp xếp các tiếng chị, đò, đi, kha được câu đúng. Còn hãy đọc các đáp án: A. Chị đò đi kha, B. Chị đi đò kha, C. Chị kha đi đò, C. Chị kha đò đi. Các con đã sắp xếp được giúp chú ong chưa? Và chúng ta thấy ở bông hoa C, đó chính là đáp án C. Các bạn đến với chú ong tiếp theo nhé. Xếp các tiếng kha, chị, ô, ly, kẻ được câu đúng trong các đáp án A. Chị kha, chị, ô, ly, kẻ, B. Kha, kẻ, chị, ô, ly, C. Kha, ô, ly, kẻ, chị, C. Chị kha, kẻ, ô, ly. Và chúng mình đã chọn được đáp án C. Đó là đáp án xếp câu đúng. Chúng mình đã giúp được các chú ong non làm việc thật chăm chỉ rồi. Cô cùng con hãy đến với bài 15, ôn tập và kể chuyện. Chúng ta đến với mục 1 đọc. Hôm nay trên bảng ôn tập, các con thấy ở hàng ngang là các nguyên âm, ở hàng dọc là các phụ âm đầu. Bây giờ các con hãy ghép các âm đầu với các nguyên âm để được tiếng nhé. Ví dụ ca, e, ke. Tiếp theo chúng mình hãy lần lượt ghép âm ca với các âm còn lại. Các con cùng đọc nhé. Ka, e, ke, ka, i, ki. Và chúng ta thấy ka không ghép với u và ư. Tương tự như thế, chúng mình ghép tiếp các âm còn lại nhé. L, e, le, l, e, le, l, i, li, l, u, lu, l, ư, lư. Các con ghép tiếp âm hờ với các âm h,
hờ e he, hờ e he, hờ y hi, hờ u hu, hờ ư hư. Tiếp tục chúng mình ghép âm chờ e che, chờ e che, chờ y chi, chờ u chu, chờ ư chư. Chúng mình ghép tiếp khờ e khe, khờ e khe, khờ y khi, khờ u khu, khờ ư khư. Như vậy chúng mình đã hoàn thành bảng ôn tập rồi ấy. Các con hãy đọc lại các tiếng chúng mình đã ghép được nhé. Trước hết các con hãy đọc lại các âm e, ê, y, u, ư, k, l, h, ch, kh. Chúng mình cùng đọc tiếng ke, kê, ki, le, lê, li, lu, lư, he, hê, hi, hu, hư, che, chê, chi, chu, chư, khe, khê, khi, khu, khư. Như vậy các con đã biết ghép các âm để tạo thành tiếng, và các con cũng đọc được các tiếng mà chúng mình đã ghép được. Bây giờ trong mỗi chú ong chăm chỉ có những từ ngữ, đó là những từ ngữ nào? Các con hãy cùng đọc nhé. Chú hề, lá khô, bờ hồ, cá dữ, chợ cá, tre ô, lá hẹ. Còn hãy đọc lại các từ ngữ một lần nữa nào. Chú hề, lá khô, lá hẹ, bờ hồ, cá dữ, chợ cá, tre ô. Trong các từ ngữ này, những tiếng nào chứa các âm chúng mình đang ôn tập? Trong mỗi từ ngữ, chúng mình thấy đều có các tiếng chứa âm chúng ta ôn tập. Các con hãy đọc lại các từ ngữ một lần nữa nhé. Cô mời các con đọc câu nào. Chị cho bé cá cờ. Con đọc lại câu một lần nữa nhé. Chị cho bé cá cờ. Chúng mình đến với câu tiếp theo. Con hãy đọc câu nào. Dì Kha cho Hà đi chợ. Con đọc lại nhé. Các con hãy đọc lại bảng ôn các từ ngữ và câu một lần nữa nào. Trong câu, các con thấy chị Kha cho bé cái gì? Chị cho bé cá cờ. Dì Kha cho Hà đi đâu? Dì Kha cho Hà đi chợ. Các con đã ôn tập đọc được các tiếng từ ngữ và câu rất tốt rồi. Chúng mình đến với mục 2 viết. Hôm nay các con sẽ viết từ cá kho khế. Cô mời các con mở vở tập viết của mình ra.
chúng mình viết bài 15 ôn tập. Các con sẽ viết từ cá kho khế theo ba dòng nhé. Các con hãy ngồi thật ngay ngắn và viết chữ thật đẹp. Khi viết, các con lưu ý khoảng cách từ chữ này đến chữ kia nhé. Chúng mình đã hoàn thành bài viết rồi. Chúng ta đến với kể chuyện Con quạ thông minh. Một con quạ khát nước, nó bay mãi chẳng kiếm được một giọt nước nào. Mệt quá, nó đậu xuống cành cây để nghỉ. Nó nhìn thấy một cái bình ở dưới gốc cây. Quạ xà xuống đất, ngó vào bình và thấy trong bình có nước. Nó thò mò nhưng trong bình ít quá, nó không thể uống được. Nhìn xung quanh, quạ thấy những viên sỏi nhỏ. Nó thử lấy mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình và thấy nước dâng lên một chút. Nó tiếp tục gắp những viên sỏi khác thả vào bình. Chẳng bao lâu, nước đã dâng lên đến miệng bình. Quạ uống thỏa thích rồi bay lên cây nghỉ. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện Con quạ thông minh. Chúng mình hãy kể chuyện nhé. Ở tranh 1, các con nhìn thấy gì? Quạ nhìn thấy gì dưới gốc cây? Tranh 1, chúng ta thấy quạ nhìn thấy dưới gốc cây một cái bình có nước. Sang tranh 2, các con quan sát và trả lời xem quạ có uống được nước trong bình không? Vì sao? Quạ nhìn thấy bình nước dưới gốc cây, nhưng nước trong bình có ít quá. Nó thò mò vào, nhưng nước quá ít nên nó không thể với tới mò để uống được. Sang tranh 3, quạ đã nghĩ ra điều gì? Nhìn xung quanh, quạ thấy những viên sỏi nhỏ. Nó thử lấy mò cắt một viên sỏi thả vào bình và thấy nước dâng lên một chút. Nó tiếp tục gắp những viên sỏi khác thả vào bình. Và tranh 4, các con hãy trả lời cuối cùng, quạ có uống được nước trong bình không? Vì sao? Chúng ta thấy cuối cùng nước đã dâng lên đến miệng bình. Quạ uống thỏa thích rồi bay lên cây cao nghỉ. Bây giờ các con hãy kể lại câu chuyện theo các gợi ý nhé. Các con hãy kể câu chuyện Con quạ thông minh cho người thân của mình cùng nghe. Và các con nói xem qua câu chuyện con thấy điều gì thú vị. Và con hãy nói xem quạ thông minh như thế nào. Hãy chia sẻ những điều các con suy nghĩ cùng với người thân của mình nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chăm chú học bài. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.